Hello, nhà đây. Hello. Đang con nghe thấy cô không? Bật mic lên con. Hello. Can you hear me? Con nghe thấy cô không? Nhà đây ơi. Dạ. Con nghe thấy cô không? Có. Ok, đừng tắt mic nha. Ok, so how are you today? Fine. Ok, very good. Ok. Ok, so our lesson today is their resource or a word here. Here. Wait. Yeah. Our lesson today is their sources of energy. Bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ vẫn là nguồn năng lượng, được chưa nào? Ok, trước khi vào học thì hôm nay cô sẽ đổi gió một chút, cho con xem một cái clip. Energy sources, ok? Cô sẽ cho con xem một cái clip về chủ đề này. Hiểu không hả Nhật Anh? Ok, thì mình bắt đầu nghe nhá. Tập trung cho cô và xem là có những cái từ vựng nào trong clip mà con chưa biết thì con sẽ hỏi cô nhá. Hai trong một, sạch độc đắc và thơm độc đắc đời lên hương với nước giặt Downy 2 trong 1. Con nhìn thấy màn hình chưa ở nhà đây? Last xem okay. Chính hãng giữa tháng. Hàng ngàn thương hiệu chính hãng. Giảm đến 50%. Ok, mình sẽ bắt đầu xem nhé Nhật Anh nhá. Rõ không ạ? Có rõ không Nhật Anh? Ok, bắt đầu. There are many different sources of energy. How many can you name? Sources of energy include burning coal, oil, gas and biomass, solar, hydroelectric, tidal, wind, muscle power, geothermal, nuclear fusion and fission. Most of these come from the sun. Photosynthesis uses energy from sunlight to help plants build up biomass and put oxygen into the atmosphere. Our fossil fuels are ancient biomass, which rejoin with the oxygen when we burn them, putting the greenhouse gas, carbon dioxide, into the atmosphere, which in turn has led to global climate change. So we are trying to phase out the burning of fossil fuels and rely on replenishable sources instead. Most replenishable energy sources use energy directly or indirectly from the sun, through eating and respiring food, burning harvested biomass, wave power, hydroelectricity, solar panels, and wind turbines. All these derive their energy from sunlight arriving on our planet. Let's have a closer look at each of them. Winds are caused by the heating effect of the sun, and waves on the sea are caused by these winds. Using machines that bob up and down in the waves, this energy can be transferred by an electric current to be used in our homes. Hydroelectric energy is generated when water is evaporated by sunlight and dropped as rain onto the mountains. The water is stored behind dams, so has potential energy. As the water rushes out, it drives turbines connected to generators, and the electric current carries the energy to our homes. The Earth gets energy transferred by heat and light from the sun all the time. The sun's energy can either be used to generate electricity to use in our homes with the help of solar cells, photovoltaic panels, or used to heat water for our homes using solar panels. The uneven heating of the Earth's surface by the sun creates winds. Using wind turbines, we can transfer the kinetic energy of the wind to electric current, which we can then use in our homes. However, there are some energy sources that are not derived from the daily input of the energy from the sun. These are geothermal, tidal, and nuclear. Deep underground, the Earth's rocks are naturally very hot. We can use this thermal energy to generate steam in a power station,
thus using an electric current to transfer energy to use in our homes. We call this geothermal energy. The tides are caused by the gravitational attraction of the moon and also the sun on our oceans as the Earth rotates. The energy comes from the kinetic energy of the Earth rotating, which is very gradually slowing down. At high tide, the water is trapped behind a dam, and as it flows out at low tide, electricity is generated. Finally, for our non-solar energy sources, there is nuclear fission, which supplies over 10% of global electricity. Unlike burning fossil fuels, nuclear power doesn't release greenhouse gases into the atmosphere, but there are issues of storage of radioactive waste. Currently, we are researching how to use nuclear fusion, the reaction that powers our sun. A renewable energy resource is one that is being or can be replenished as it's used. So of the energy sources we've looked at, which are replenishable and which are non-replenishable? Pause the video while you think. Some energy resources are more reliable than others. When might it not be possible to use solar power? During the hours of darkness, of course. What about wave power? When might that not provide much energy? During calm seas. Trends in use of energy sources are changing. For many years, non-renewable sources of energy were more used, mainly for their reliability. However, burning fossil fuels is associated with climate change. Carbon dioxide is produced when fuels are burned, and increased levels of carbon dioxide in the Earth's atmosphere are associated with increased mean global temperatures. We are seeing everywhere the extremes of weather caused by global warming and climate change. Even school students are taking action because the adults running the world are not phasing out fossil fuels fast enough. Hopefully, we are beginning to use energy more efficiently and continuing to develop replenishable energy sources. Okay, so it is the end of the video, okay? À, thì cái video này có dễ hiểu không con? Có. Ok, nó đưa cho con tên các nguồn năng lượng và nó đã giải thích cho con cặn kẽ từng nguồn năng lượng. Và cuối cùng là nó đưa cho con tổng hợp các non-renewable resources và các loại khác. Được chưa? Video này rất là hay bởi vì nó tổng hợp kiến thức rất là nhiều. Ok? Thế có từ mới nào mà con chú ý không? Không hả? Ok, được rồi. Ok, con nhìn thấy màn hình của cô chưa? Rồi. Ok, đợi cô một chút. Ok, here. We come to communication. Đây là phần giao tiếp, được chưa? Answer the questions below with a number from 1 to 4. Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây với các số thứ tự từ 1 đến 4. Chúng ta có một là always, là luôn luôn, được chưa? Hai, often, thường thường, được chưa? Nó sẽ, tần suất của nó sẽ thấp hơn so với always. Always là luôn luôn, được chưa? Tiếp theo số 3 là sometimes, là thỉnh thoảng, đôi khi thôi, được chưa? Số 4 là never, never là không bao giờ, được chưa? Con sẽ không bao giờ làm cái điều đó, được chưa? Do you, đây là câu hỏi nhá, được chưa? Câu hỏi thứ nhất này. Do you take your showers instead of bath? Trả lời cho cô nghe xem nào. Do you take showers instead of bath? Bật mic lên con. Trả lời với các trạng từ chỉ tần suất đó chính là always, luôn luôn, often. Thông thường, sometimes, thỉnh thoảng và never là không bao giờ. Nhớ cho cô trạng từ chỉ tần suất thì luôn luôn đứng sau chủ ngữ và trước động từ thường. Được chưa? Trước động từ thường thôi. Còn nó đứng sau động từ to be đấy. Sau chủ ngữ chưa động từ thường. Nhưng mà khi mà có động từ to be thì nó sẽ đứng sau động từ to be. Ok, bây giờ trả lời câu hỏi cho cô. Do you take shower instead of bath? Con có tắm vòi hoa sen thay bằng cái bồn tắm không? I always take shower instead of bath. Ok, very good. Ok, chính xác. Ok, tương tự như thế. Hãy trả lời trước cho cô cho con là thời gian là 5 phút đồng hồ.
Không, ít hơn 3 phút thôi. Hay 5 phút nhỉ? 10 câu cơ mà. Ok, cô cho 5 phút để cho con trả lời qua tất cả các câu hỏi. Được chưa? Trả lời qua tất cả các câu hỏi này. Hiểu và trả lời qua tất cả các câu hỏi này. Rồi sau đó cô sẽ hỏi con nhá. Được chưa? Để tại sao lại cô lại cho như thế? Bởi vì là để lúc cô hỏi thì con sẽ trả lời nhanh mà con không cần phải nhìn nữa. Được chưa? Những câu nào mà có nhiều từ mới, có quá nhiều từ mới mà con không thể trả lời được thì con để lại nhá. Để tính được cô giải thích. Ok. Nào, 5 phút đồng hồ bắt đầu. Con có thời gian là đến 8 giờ 15 phút. Trong lúc này thì con có thể tắt mic được. Ok. Nào, bắt đầu.
Ok, xong chưa con? Rồi, em sao? Xong chưa? Được. Ok, nào, nói to lên nhá. Nào, câu hỏi này. So do you walk or ride a bike when traveling short distances? I sometimes walk or bike or ride a bike when traveling short distances. Okay, very good. Okay, next. So do you use public transport when traveling long distance? I never use public transport when traveling long distance. Okay, trả lời cho cô public transport là gì nhỉ? Phương tiện công cộng. Chính xác, đúng rồi, tốt. Tiếp theo, số 4 này. Do you use a hand fan to keep cool in summer? I often use a hand fan to keep cool in summer. Ok, trả lời cho cô. Hand fan là gì? Là quạt tay. Đúng rồi, chính xác, tốt. Đúng rồi, tiếp. So, do you use low energy light bulbs? I sometimes use low energy light bulbs. Ok, thì trả lời cho cô cụ low energy light bulbs gì nhỉ? Low energy là gì đó? Không biết à con? Ok, low energy là năng lượng thấp. Vậy low energy light bulbs là những cái bóng đèn, bóng đèn là tiết kiệm năng lượng. À, ok, ghi vào vở cho cô, ghi vào vở cho cô từ mới này. Nhật Anh nghe rõ không? Có. Ok, ghi vào vở cho cô, đừng tắt mic. Khi nào cô bảo anh ta. Ghi xong một cô nhá. Ghi xong chưa? Yeah. Ok, tiếp nha. So, do you turn off the lights before or when leaving a room or going to bed? I always turn off the lights when leaving a room. Going to bed. Được chưa? Ok, tiếp nha. So, do you only use as much water as you need? I often only use as much water as you need. As I need, sorry. Use mình phải trả lời là I. Được chưa? As I need. Okay. Tiếp theo câu số 8 này. So, do you only use a little electricity at home? I sometimes only use a little electricity at home. Đọc lại cho cô từ điện này. Electricity. 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 Ok. Từ này nó sẽ có là mấy âm nhỉ? Electricity. 4 âm. Nhớ cho cô. Cho cô một chút.
Ok, từ này âm đầu tiên là y, hai là lake, tree và so, chúng mình see nha, certain, electric certain, ok, electric certain, ok, trong âm và âm, từ trick mà nhớ cho cô là so, chúng mình là e, cd nha, certy với cd, ok, đọc lại cho cô nào, electric certain, electric certain, ok, at home, ok, tiếp, so do you use biogas for cooking at home? I sometimes use biogas for cooking at home. Okay, very good. Okay, so do you go to school by bike? I never go to school by bike. Okay, thì cô hỏi nhá, biogas là gì nhỉ? Là khí sinh học. Chính xác. Đây là khí sinh học, được chưa? À, là một cái hỗn hợp khí. Ok, nó được tạo ra bởi gần như là CH4. Tiếp nha con. Ok, now mình sẽ đến skill 1. Ok, ok, here mình sẽ đến một cái đoạn xem người ta nói cái gì nhá. Skill 1, kỹ năng số 1. Dear guest, I'd like to talk to you today about renewable and non-renewable energy. Fossil fuels are non-renewable energy sources. They include oil, coal, and natural gas. They can be used to create energy, generate electricity, and drive big machinery. Unfortunately, they are harmful to the environment. Vietnam still relies mostly on non-renewable energy resources. However, hydropower is increasingly used here too. Hydro and nuclear power can generate a great deal of energy. They are renewable and plentiful. However, hydro power is limited because dams cannot be built in certain areas. Nuclear power can provide enough electricity for the world's needs, but it is dangerous. The sun and the wind are other alternative sources of energy. The wind turns turbines to make electricity. Solar power can be converted into electricity. It can be used to heat or cool our houses. Although there are some disadvantages, these alternative energy sources can offer abundant amounts of clean and safe electricity. They will be valued more and more in the future in Vietnam. Okay, bài này nó nói chúng ta về thực tế của Việt Nam, chưa có nguồn năng lượng mà thực tế Việt Nam đang áp dụng, được chưa? Và những cái mặt hại như là mặt lợi của nó, được chưa? Ok, cô sẽ cùng con đi phân tích bài này nhá. Ok, đầu tiên nào, dòng số 1, Dear Guest. Guest là gì nhỉ? Đúng không? Nói to lên con. Guest là khách mời, được chưa? Dear Guest là xin chào những cái vị khách mời hoặc là cái vị khách mời thân mến. I'd like to talk to you today. Hôm nay tôi sẽ muốn nói với các bạn about renewable and non-renewable energy. Chúng ta có renewable là gì nhỉ? Có thể khắc phục. Renewable là có thể hồi phục lại, để chờ những cái nguồn. And non-renewable là những cái nguồn năng lượng không thể hồi phục lại. Ok, nhớ chưa? Cái cụm này biết rồi đúng không? Ok, tiếp. Fossil fuel, chúng ta có fossil fuel là gì? Fossil fuel? Cái gì nhỉ? Là gì? Cái này là một cái cụm. Là gì nhỉ? Nó là một cái loại nhiên liệu đấy. Nhiên liệu hóa gì nhỉ? Hóa thạch, được chưa? Fossil fuels là nhiên liệu hóa thạch, được chưa? Nào,
renewable, not renewable. Renewable là tái tạo, not renewable là không thể tái tạo, được chưa? Fossil fuels là nhiên liệu hóa thạch, ok? Renewable và not renewable biết rồi thì không cần ghi vào nữa, nhưng mà ghi từ fossil fuel từ đầu tiên là từ mới cho cô. Fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch. Khi nào ghi xong bảo cô nhá. Nhiên liệu hóa thạch. Fossil fuel. Thêm S và chữ fuel cho cô. Ok, thì cô giải thích một chút nhá. Nhiên liệu hóa thạch là các loại nhiên liệu được tạo thành bởi quá trình phân hủy khí của các sinh vật chết bị chôn vùi. Được chưa? Nghĩa là những cái sinh vật chết ngày xưa ấy, nó bị chôn vùi, sau đó nó phân hủy thành các nhiên liệu hóa thạch. Được chưa? Ok. Tiếp nha. They include oil, nó bao gồm fossil fuels are non-renewable energy sources. Thì nguồn nhiên liệu hóa thạch là một cái nguồn năng lượng không thể tái tạo, được chưa? They include oil, nó bao gồm là chúng bao gồm dầu. Coal là gì? Coal là than đá, chưa nào? Coal, than đá. And natural gas, đây là những cái khí ga tự nhiên, được chưa? They can be used to create energy, nó có thể dùng được để tạo ra các nguồn năng lượng. Generate electricity là tạo ra điện. And drive big machinery. Drive không, đây không phải là lái nhá, không phải là lái, mà drive đây là vận hành, được chưa? Vậy drive big machinery đây chính là có thể vận hành được những cái máy móc, những cái động cơ mạnh, những cái động cơ to, được chưa? Big machinery. Machinery ở đây là các động cơ máy móc, được chưa? Tiếp theo, unfortunately, thật không may là they are harmful to the environment, nó có tác động xấu đến môi trường, được chưa? Be harmful to đó chính là làm hại tới cái gì, có tác động xấu tới cái gì, được chưa? Vietnam still relies mostly on non-renewable energy sources. Việt Nam thì vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn năng lượng không thể tái tạo. However, tuy nhiên này, hydro là gì nhỉ? Không biết thì bảo với cô nào. Khí. Hả? Khí. Không phải. Hydro ở đây là nước, được chưa? Hydro power, đây là năng lượng nước. Is increasing use here too. Nó được, ngày càng được sử dụng nhiều lên, được chưa? Hydro and nuclear power. Nguồn năng lượng nước, được chưa? Và nguồn năng lượng gì? Nuclear là gì? Con không biết. Nuclear là năng lượng hạt nhân, được chưa? Hay người ta đàn hydro power người ta hay gọi là thủy năng, và nuclear power là nguồn năng lượng hạt nhân, được chưa? Can generate a great deal of energy, có thể tạo ra một lượng lớn nguồn năng lượng. They are renewable and plentiful, nó có thể tái tạo được và nó rất là nhiều, được chưa? However, hydro power is limited. Tuy nhiên thì thủy năng thì có hạn, được chưa? Because dam, đây là cái đập nước, được chưa? Cannot be built in certain areas, không thể được xây dựng ở một số khu vực nhất định, được chưa? Nuclear power, nguồn năng lượng hạt nhân, can provide enough electricity for the world's needs. Còn năng lượng hạt nhân thì có thể cung cấp đủ điện cho cả sự nhu cầu của cả thế giới. Cho nó rất là ghê. Năng lượng hạt nhân có thể cung cấp điện cho cả thế giới. But it is dangerous. Và nó rất là nguy hiểm. Được chưa? Con chỉ cần nghe thấy bom hạt nhân thôi là con đã sợ, đúng không? That the sun and the wind are other alternative sources of energy. Nguồn năng lượng
mặt trời và gió là những cái nguồn năng lượng thay thế. Chúng ta có alternative source, đây là nguồn năng lượng thay thế, được chưa? The wind turns gió thì giúp quay gì đấy? Quay turbine, được chưa? Turbine, được chưa? Là những cái máy động cơ chạy bằng bánh xe đấy. Bởi gió là nó quay turbine, được chưa? The wind can turn turbine to make electricity, để tạo ra nguồn điện. Solar power can be converted into electricity. Đó chính là năng lượng mặt trời thì có thể chuyển hóa. Chúng ta có convert to, into là chuyển hóa thành cái gì? Đây là được chuyển hóa. Chúng ta sẽ sử dụng là thể bị động, được chưa nào? Can be converted into, được chuyển hóa thành điện. It can be used to heat or cool our house. Nó còn có thể được sử dụng để làm nóng hay làm lạnh ngôi nhà của chúng ta. Although there are some disadvantages, mặc dù là có nhiều những cái disadvantages là gì nhỉ? Không biết. Không biết hả? Disadvantages là những cái mặt hại, được chưa? Cái mặt bất lợi, được chưa? These alternative energy sources can offer abundant amount of clean and safe electricity. Thì cái những cái nguồn năng lượng thay thế này có thể cho offer biết liền vào nhá, offer đây là một từ, được chưa? Có thể cho ra một lượng lớn những cái nguồn năng lượng điện sạch và an toàn, được chưa? They will be valued more and more in the future in Vietnam. Nó sẽ có giá trị lớn hơn nhiều trong tương lai tại Việt Nam, được chưa? Ok, được rồi, ghi những cái từ mới sau vào gói cho cô. Từ đầu tiên là từ grid. Tạo ra, được chưa? Tiếp theo machinery là danh từ, máy móc. Từ từ anh ghi, đọc xong mới ghi tiếp. Tiếp theo tiếp nha, chúng ta có rely on, phụ thuộc vào. Chúng ta có plentiful, alternative về Nhật Anh, đọc cho cô đã. Nghe anh ơi. Đọc cho cô nha. Create. Nghe được không? Create, được chưa? Tiếp theo, machinery. Machinery. Tiếp theo, be harmful to.
be harmful to. Tiếp theo rely on. Rely on. Tiếp theo plentiful. Plentiful. Tiếp theo alternative source. Alternative source. Tiếp theo abundant. Abundant. Tiếp theo value. Value. Từ này có hai loại, đó chính là danh từ. Danh từ của nó là giá trị. Ví dụ giá trị của cái đồng hồ này chẳng hạn sẽ là value of this watch. Ok. Còn động từ của nó là có giá trị bao nhiêu, được chưa? Tiếp theo chúng ta có từ disadvantage. Disadvantage. Tiếp theo damn. Damn. Ok, ghi vào vở cho cô. Khi nào ghi xong rồi bảo cô nhá. Ghi vào vở, ghi từ mới vào vở. Con xong. Ok, tiếp nha. Ok, here. Match the verb with the nouns. Trong bài tập này thì con sẽ nối động từ với danh từ đúng của nó. Ok, nó chỉ là những cái cụm mà nó đã xuất hiện trong cái đoạn văn vừa rồi thôi. Nhiệm vụ con là con sẽ phải nhớ lại và nối động từ y với danh từ nào. Động từ nào đi với danh từ nào. Con đã hiểu đề bài của bài này chưa? Ok. Con có 2 phút để làm bài này. Được chưa? 2 phút bắt đầu. Đến 42 cô sẽ chữa nha. Nhớ và làm lại. Nhớ và nối lại. Được chưa? Nếu làm xong trước có thể gọi cô.
Như đây làm gì vậy con? Bật cam đi con. Như đây. Như đây rồi. Như đây rồi. Nhớ anh xong chưa con? Rồi. Ok, tập từ nhất create con nối với từ nào? Từ nào? Hả? Energy. Energy. Tiếp, drive. Machinery. Machinery. Tiếp, generate. Electricity. Chính xác. Số 4, turn. Turn. Turbine. Turbines. Okay, turbines. Tiếng Việt là turbine nhưng mà tiếng Anh là turbines, được chưa? Số 5, heat. Houses. Okay, very good. Okay. Thứ nhất này, create energy là tạo ra năng lượng. Thứ hai, drive machinery là chạy các động cơ máy móc. Thứ ba, đợi cùng chút. Tiếp thứ ba là generate sẽ là generate electricity, đây là tạo ra nguồn điện, được chưa? Tiếp theo turn thì sẽ là turn turbines, là quay các turbine gió thì để tạo ra các tạo ra nguồn năng lượng, được chưa? Tạo ra điện. Ok, còn cuối cùng là heat house đây là làm nóng ngôi nhà, chứ làm ấm ngôi nhà. Nóng hơi buồn cười, ngôi nhà thì mình chỉ làm ấm thôi, làm ấm vào mùa đông và làm lạnh vào mùa hè để chúng ta có heat house, được chưa? Và cool là mát, là lạnh, mát lạnh ấy, được chưa? Chứ không phải là kiểu cold là mang nghĩa tiêu cực, là kiểu rét căm căm ấy. Còn cool là nó là lạnh sảng khoái, được chưa? Ok, tốt, được rồi. Cô sẽ gửi bài tập về nhà qua Zalo và con sẽ làm bài tập về nhà qua Zalo cho cô nhá. Được chưa? Ok. Nhật Anh. Ok. Cô gọi, cô hỏi thì nhớ trả lời nhá. Được chưa? Ok, so it's the end of the lesson today. Goodbye, see you next time. Bye bye.